Ông anh ta âm Em như chào anh tên là gì nhỉ? anh là anh Long Chín Ngón, anh là người Thanh Hóa tôi đấy. Ca khúc của anh mà đánh bại tất cả giới ca sĩ với lại người nổi tiếng ấy, Quá hiểu anh luôn hát đấy. bài ca khúc gì? Người Thanh Hóa tôi đấy, mà anh mà hot hot luôn các nền tảng mạng xã hội luôn đấy, cái ngày cách đây mấy tháng trước đấy. Thì ra là thế. Năm báo Em luôn anh đấy. biết đấy. Em đang nghe ca sĩ mà có bài hát có quả tóc phản Thanh Phục Minh chưa? Chưa chưa anh ạ. Đông Tại quá. em đi bán đồ áo biết em cũng ít nghe nhạc á. Nhưng mà Lâm Anh này có bộ quần áo nào đang đang muốn tạo chen ấy, thì gặp thầy Long này đúng là một bộ vật của chuyên để đẩy chen ấy nhỉ. Em á, em thì đồ áo của em thì cũng mặc bình thường thôi à, giống như là quần tay áo sơ mi kiểu mặc công sở rồi bình thường thôi, chứ cũng không có bộ nào mà gọi là nó mắc hay là gì cả. Giá bên nhà em bán bình thường à? Bây như này nhá, bây giờ là như này này, sắp tới bây giờ anh là doanh nhân thành đạt, anh là sắp tới là anh người con giới quan hệ của anh gọi là toàn quan chức thôi. Thì bây giờ là anh muốn là Lâm Anh tư vấn cho anh một bộ nó đẹp đẹp tí. Em lấy anh xem nào, lấy luôn anh xem nào. Nhà em có áo sơ mi, cho chị áo sơ mi 199 đi. Sơ mi 199.000 nữa. Bây giờ anh đang mặc bộ áo của anh mấy chục củ này. Nhưng mà bên nhà em không có chục củ đâu, bên em thì kiểu giống như đồ áo nó hợp với tài chính gia đình thôi, kiểu như tài chính của bên em mà người ta mua là hợp với gia đình á, còn như anh thì sợ nhiều khi cái tài chính nó không hợp với phù hợp với gia đình của mình nên là không có mua được, không Không em không à, bán được hàng như không vậy. đó là Mình chơi đồ áo nó hợp với tài chính gia đình thôi. Sao bên của thầy Tiến bị lag thế nhở? Của bên anh Long có bị lag không? không, bây anh vẫn bạn khỏe mà. Bên kiểu em cũng khỏe như trâu voi luôn. Em thử lấy một cái em thử đi ra em lấy một cái quần với lại lấy cho anh một cái áo dài xem nào. Đây này, ví dụ như áo của em đang bán thì em bán mấy cái áo sơ mi kiểu vậy nè. Đấy, À không, nè, già một lắm, sơ mi này già lắm, anh không mặc rồi. đâu. Ừ, đúng rồi, sơ mi nhà em thì kiểu hợp với những cái bạn với là những cái lứa tuổi người ta kiểu phong cách bình thường thôi, nhẹ nhàng thôi, kiểu tối giản nhất ý. À, ý là như này này em ạ, anh chẳng giấu gì em là anh đây nhá. Phải đi lên. Hình như Không được anh khoe ơi, khoang đấy. bên nhà bên nhà em bên bên anh ơi, bên nhà em Lâm Anh toàn quần áo của người trung trung tuổi thôi, không hợp với em. Đúng rồi, em toàn bán kiểu như thầy Tiến mặc thì được, như anh Tiến ấy. Em ơi, mình đối tượng khách hàng nào mình cũng phục vụ đi em ơi, giờ chứ còn Tại nóng vì ạ. cái đối tượng như anh Long này thì nó là trường hợp rất là kiểu khan hiếm ở bên gia đình em, rất là khan hiếm ở cái này. Với lại mình kinh doanh mà mình phải lấy chiều theo ý khách thôi, khách của em thì không ai mặc như kiểu của anh Long cả. Đúng à, em đây bật sao bật biển để cái background nhìn nó ok tí, mà cái ghế nó đóng cái ghế gỗ vào em à, giờ mẹ đứa ai này để cái nhựa ông lúc nghĩ à. Thầy bà gì ngủ Anh ơi, ví dụ anh như Thái em đang Kevin bán mình ở hỏi đây thăm nhỉ, anh ơi. Ai anh Thái Kevin ạ. thì mời mà lên đây. Ai thế nhở? Ủa Sợi. em trông em có quen này, như kiểu em Lâm đi. Em tên là Lâm Anh ạ. Dạ. Chào Lâm xinh gái nha, ông Vâng. nào nó nấp gì kia kia. Ông tiến biệt về, ông ngó cái đầu lên thế nào, ông nấp nấp mãi. Anh ơi, các anh trật tự, anh ơi, anh tiến đây, các anh trật tự, đây này, có người gọi cho em rồi, alo. À, em là, anh ơi, em bảo, em là Long, Long có hiểu. Long khó hiểu, em là em của anh Long Hải Phòng. Là sao anh? Đây anh Đưa đưa ơi. đưa 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 đi cho nó. Đây anh ơi, nói đi. Quân ơi, Quân ơi, Quân ơi. Quân ơi. Thái ơi, Ơi, gõ đã anh định Thái bảo bán là nước ngoài anh Thái. gõ đã định bảo là nên nên nạc với anh em mai ngày kia có gì chạy lên thành phố ngồi chơi em tí anh à. Hải Dương gì đấy? Dạ vâng, Gần mà, anh lấy qua mấy cây gần mà. em mấy mấy anh em ở bên Cam và mở cái gọi là cái chỗ uống nước ngon ở bên đấy mà anh à. Vậy sao là sao thì anh Long Ok, chưa? anh nhá. Đã điều đấy. Long ơi, Long ơi, Long. Dạ. Em bảo là
cái lô quần áo mà ủng hộ miền Trung đấy, đợt này nó nắng rồi thì dỡ ra đi, xong là gửi, xong là mai em ra lấy mấy bộ là được, anh ra bộ. Anh về đến nhà rồi nhá. À, anh Thái nhá, anh em ok Ủa sao anh không like của ok anh Tiến? Anh Tiến like này đi. nhá. Về nhà. Anh về nhà Mỗi rồi lần anh. em bảo anh Tiến like với em là anh Tiến chả bao giờ like với em cả. Làm anh ơi, anh bảo em đang bên em đang bao nhiêu người đang xem? Em gần 700 thôi ạ. 700 người đang xem anh zoom em á. Em có thật là đùa đấy. Thật mà. Như vậy Hôm thì em em toàn tiền đến mình đâu định như vậy Hôm thì em em toàn tiền đến mình đâu cho hết tiền đầu tiền room em chủ mà yếu mọi người vui vẻ thôi, nói chuyện thôi. lóc ấy đó. Mà anh nghe bỏ đâu là như này, em này hơn tuổi mày, Chắc là hơn tuổi em rồi. con này em chiếm 90 mà. Chịu Này đi em anh bảo này, đâu. em bảo này, chị Lâm Anh ấy, Ơi. chị Lâm Anh ấy, bây giờ là em xuống rồi chị với ông anh của em gọi là tâm tư vấn tâm sự 5 phút rồi em lại lên nhá. Nhưng mà chắc là em tâm sự một tí nhá, tại vì buổi tối này vào ca ca làm á, mọi người đang đợi Bây giờ chị cứ nhận. tâm sự với chị cứ tâm sự với ông anh của em đúng 5 10 phút gọi là lấy chính ngang thôi nhá.